Thôi đừng có buồn ha. Không con. Buồn ảnh hưởng tới thằng cháu nội tôi đó. Thôi. Con hơi mệt bây giờ mà, với cả chị Diệu ngồi đây chơi nha. Chắc cho con vào phòng nghỉ nha má. Ừ, tôi vô ngủ sớm đi con. Dạ. Có bầu đừng có thức trễ. xin lỗi. Má đi đâu rồi? Mồ hôi mồ kê thế này. Anh mới ra ngoài phụ má làm vườn. Vậy hả? Sao? Mệt quá cho anh nằm xuống chút được không? Thôi nằm, anh nằm. À, quên mất. Nghe nói nằm vậy không tốt cho con. Thôi, anh đọc mấy cuốn sách rồi. À, anh có đọc nhiều đâu, anh đọc mấy cuốn sách dạy làm cha. Nào kể em nghe nè, điều thứ nhất. Điều thứ nhất là phải yêu mẹ của đứa bé. Được suốt đời. À, cũng đúng. Điều thứ hai. Điều thứ hai là gì quên mất tiêu rồi ta. Điều thứ hai là điều một luôn đúng. Gái, làm gì ngồi buồn vậy bà? Có bầu mà mặt buồn quá vậy? Cười tươi lên. Cười tươi lên đẻ con mới đẹp. Lúc có bầu chị má chị cười tối ngày luôn, cười sáng đêm. Ba chị tưởng bà khùng thôi bà, nhưng mà không sao, nhờ vậy đẻ ra chị đẹp, cười lên. Em biết rồi. Mẹ em cười lên tao giận mày đó. Nói em nghe vậy trơn á. Sao buồn vậy kể chị nghe coi. Bà vợ chồng ăn hiếp hả? Kể chị nghe đi, chị không có nhiều chuyện đâu. Chị em phụ nữ mà chia sẻ đi. Nguyên xóm này phụ nữ có chuyện buồn tâm sự chị không đó? Cũng như Trúc nè, nó chồng đánh nó, đâu ai biết đâu, giấu. Giấu sợ hàng xóm cười. Kể chị nghe, đánh lộn cùng mèo từ trong nhà, lộn mấy chục vòng. Khóc quá trời chia sẻ chị. Chị nói đơn giản mà, về mày đánh lại. Tối về đánh chồng lộn mấy chục vòng lại đó. Đời có qua có lại, hai vợ chồng vui vẻ quá trời. Đâu có gì đâu sợ. Chia sẻ chị nghe. Chị em phụ nữ nhau mà. Thôi không có gì hết. Con lì, nhỏ lì dễ sợ luôn á. Em biết sao đàn bà khổ không? Tại đàn bà lúc nào cũng ôm vô mình hết. Có chuyện gì buồn là giấu vô lòng hà. Không chia sẻ với người ta. Mắc gì vậy? Mình là phụ nữ hiện đại mà em. Người thân mình kế bên chi, chị em họ hàng thân thích thiếu gì? Buồn kể sao? Tao giận nó nghe nữa, tao không hỏi tới nữa đó. Chị, mấy nay vợ chồng em có chuyện. Thấy chưa? Làm sao giấu được tao? Tao địa nghe, tao biết hết. Chuyện gì vậy? Thì bọn em cãi nhau. Mà em cũng không biết nữa. Mọi chuyện nó chả rõ ràng ấy. Mà anh ấy nói gì cũng cảm thấy bực mình. Cũng không hiểu nữa chị ạ. Nhưng mà không có chuyện gì rõ ràng ấy chị. Vậy là có điềm. Vợ chồng mà cự cãi vậy là có điềm. Điềm. Chia tay tới nơi rồi. Đôi ngã chia ly. Trời lúc đó làm sao ta? Em đi rồi đương nhiên là anh Tài phải bắt chị vô thế chỗ em chứ. Em không đùa với chị đâu. Thôi mà, khùng quá. Chị giỡn như vui, mày thấy mày buồn giỡn thôi. Thôi giờ nè, chuyện của em á, em đừng nói chuyện với ảnh. Để chị nói chuyện với ảnh đi. Em đi nói chuyện với người khác. Thôi, em không nói chuyện với má đâu. Em nói chuyện với má làm chi? Em đi gặp người này với chị. Ai hả chị? Đêm phụ. Ôi. Bà có sổ dung chưa vậy? Em cho con nước rửa tay không cho chị xin coi.
cái nước trong miệng mà thầy thúi quá. Xui, lẹo mà ơi. Tẹt nhầm tăng lại vòng lại mẹ chua tròn rỏi sơ răng mản chai thỏ khư mong tuôn 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 tẹt phẩm. Thưa em có nghe mùi không chứ chị, cho chị đi về chứ bà thầy mà làm chứ sợ quá. Hello. Hello. Where you from? I'm from Colombia, Canada, Maroc, cắt tóc trung lương, Bình Dương. How are you? I'm fine, thank you, and you okay? Bye. Bye. Yeah. Yeah. Ê! Cái gì? Mày tới đây làm gì? Chị mới bye em đó. Chị bye bye, good morning em. Mày là khách quen, không biết thủ tục. Mỗi lần chị về là ăn nước, em biết đón chị đâu. Lần này Thái Lan. Đầu tiên là chị Thái Lan. Giờ mà chơi còn làm mưa. Làm mưa làm gió gì? Chết buôn cho tụi. Đêm ngày thầm ngan. Thiệt á, chị nói gì em không biết gì hết trơn. Rồi chị ngày về nước, rồi em biết đường đón chị đâu. Thủ tục. Mày đá trong nheo tao tới sáng đi. Bà nói mẹ luôn đi. Tiền tổ, tiền tổ. Nói tiền tổ cho lẹ. Nói. Đưa tiền bà đi em. Sao chứ... chị bảo chị dẫn người quen không cần tiền em đâu có mang. Không phải đâu. Cái này là thần thánh lấy chứ chị không lấy. Bà này bà không có tham. Thiệt tin chị đi. Bà không có cần tiền. Trên đời này bà vật chất tiền bạc là phù du. Đúng vậy, phù nhưng du. Có tiền bà mới làm. Trời ơi, đâu phải thần thánh muốn về là về đâu. Tao phải bút thần thánh bên kia lịch bận lắm chứ bộ. Thì đó. Bỏ tiền vô đi, có tiền không? Dẫn tiền. Chết trời. Trời ơi là trời. Không chị, bây giờ em chuyển phản nha. Em bắn băng kinh cho chị. Cứ một ngày trễ, tao tính 5% lời. Chị là du côn du đảng chứ không phải là người thường. Không ai mà tính vậy hết đó chị. Chị vậy mà chị nói chị cứu nhân độ thế. Cứu gì? Cứu lên đầu tôi nè. Mắc gì mày nóng, mắc gì mày cọc. Tại vì tự nhiên chị đòi tiền lời. Tôi nào giờ tôi cũng sòng phẳng với chị hả? Ủa sòng phẳng là sòng phẳng là sao? Sòng phẳng thì phải đưa tiền liền đi chứ. Chị làm cái nghề buôn thần bán thánh này mà chị đòi lấy tiền mặt. Chị lấy tiền mặt ra công an chạy vô bắt gì ở tù gục xương. Chị điểm cái này vô cho em duyên dáng nha. Trời ơi sao mày kỳ cục vậy? Làm nghề là chị không có sợ công an. Mà công an tới là chị chạy nha. Chị chạy lên đồn á chứ chị chạy đâu vô đó. Thôi mà chút rồi em chuyển cho nha. Coi cho nó đi. Ờ. Nhưng mà phan, nóng quá à. Cái chỗ này ghét rồi, không dám gắn máy lạnh nữa thiệt. Đã chỗ nhỏ xíu, cái phòng có chút xíu à. Rồi đốt đèn, đốt dầu đồ. Đứa nào cũng hứa chuyển băng kinh như mày á chứ mà không thấy đứa nào chuyển hết trơn á. Tiền đâu mà mua máy lạnh. Mệt quá cho em mượn cái quạt coi. Nữ coi cái gì. Có đem theo 50 không? Em đâu có tiền đâu. Đền cái quạt cho bà thầy đi. Trời ơi, coi kìa, thấy chưa? Chị có gạt em không? Bà có phép. Cái quạt tét gì bà biến lành. Bà có phép. Phép thực quyền ăn cho hết là này nè. Trời ơi, thầy ơi thiệt. Ý. Quạt dục luôn đi. Cái quạt mua về cho người ta xài ké với xài lam lam. Con mình bà. Cái dòng của mày á, dòng cái thứ của mày á là cái thứ không xài được. Mắc gì không xài được. Cái nết của mày á sân thi vậy sao xài được cái quạt này. Không xài nữa má ơi, mệt. Thôi. Nữ, coi cái gì? Dạ, con coi... Coi... Coi cho chồng nó. Chồng nó cự cãi với nhau. Em thấy, em nói thiệt không có ai giúp nó được bằng chị á. Nói thì nói với em tin chị trọn vẹn lắm. Cứu nó. Tao thấy chồng của nữ đang đi cùng với một cô gái. Trời ơi em ơi. Sao mà thấy được hả chị? Thấy được có bộ một cái áo khoác màu xanh sọc đỏ. Áo khoác màu xanh sọc đỏ gặp là xé liền. Xé áo làm nhục nó giữa đường cho chị. Tóc dài ha. Tóc dài. Nhưng mà hình như là bằng ni lông. Chị gặp chị đốt luôn. Sơ xác cũ rồi đốt mua đền cho nó cái mới tao vẫn chấp nhận. Chính còn đó. Còn đó chứ. Bé sao nắm đầu chị vậy chị? Sao bà tả tôi má? Tôi giật chồng nó nào? Bà biết làm cũng làm vô cú dắt. Là mày đó. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Ôi là trời.
của cái dông nữ bám theo mà nó nặng ơi là nặng, vô đây dẫn bao nhiêu con vô đây không bao giờ coi được đúng cái dông của mày không à. Lần nào bạn nhắc dông nữ hết vậy? Để làm gì? Để chụp ra hay gì? Chứ gì nữa? Trời đất ơi, từ hồi cái thời mà mày còn sáu muối mày bảnh bao mày đá banh trong đội tuyển tới giờ đó. Cũng bà chứ ai, cái miệng mày lanh chanh. Ở đó tôi sáu muối cuồn cuộn, tôi đi giác giặt mướn ăn ngày tôi kiếm triệu mấy sống được rồi, tự nhiên đi coi bói bà nói có dông nữ. Cái tôi về cái 3 tháng sau tôi chỗ bóng vui quá vui đi, cái tôi thích quá, cái tự nhiên bà kêu tôi chụp ra, bà có bị khùng không? Cũng vì cái dông nữ đó mà mày nghèo đó. Nghèo tôi chịu, khổ tôi chịu, chứ hết đê đê tôi không chịu má. Thôi, và vấn đề chính được không? Được chứ. Bà đặt mê tính dị đoán nữa, đi coi bói coi tướng nữa. Vợ chồng lục đục khổ khắc là chuyện bình thường, làm sao có cái vụ mà dẫn nó đi coi bói là làm sao? Nè, mà nói cho biết nha, lần sau mà còn như vậy đó, má không cho qua đây chơi nữa, kiếm chuyện hoài. Làm như là như trăm thứ đổ trong đầu con nè. Thử thời nó không đi coi chắc con ép con kề dao vô cổ nó ngép nó đó. Má nói như là con ăn tiền với thầy bói gạt nó vậy. Cái miệng tép lặn tép lội. Mà linh thiệt chứ bộ. Cái bà thầy bói đó bà coi linh dữ lắm. Hồi xưa nghe, bà coi con nghe có dông nữ theo. Con đấu tin. 3 tháng sau chỗ bóng má thấy giờ con gái đẹp hú hồn không? Thôi, nhiều chuyện à. Linh thiệt nè. Ơi, bà này có cái chuyện gì bên đây kêu mình ở đây. Alo, có chuyện gì gọi tôi vậy? Thằng Tài nhà bà nó đang ở dưới quê hay Sài Gòn vậy? Thằng Tài thì nó làm việc trên Sài Gòn, còn vợ nó thì là ở đây với tôi. Mà có chuyện gì bà hỏi vậy? Trời ơi, vậy là nó hư rồi, cái đồ bỏ đi. Cái gì khi không rồi chết rồi, bình tĩnh có gì nói nghe coi. Thì mới tức thời nè, tôi thấy nó chở nhỏ nào đi ngang đây, ôm nhau tình tứ dữ lắm, tôi gọi mà nó lơ tôi luôn chứ bộ. Nè, bạn nói phải cẩn thận nha, thằng Tài con tôi hiểu, đừng có nói bậy bạ gì nghe chưa, nha, thôi nha. Thấy chưa? Cái gì vậy con? Không có, để má nói cho nghe. Thằng Tài nó không bao giờ nó dạy con của má hiểu mà. Bình tĩnh đi. Không có. Em thấy bà thầy bói coi linh chưa? Nói gì mà không tin rõ ràng không má? Thấy chưa? Trời ơi! Má! Bảo sao mấy hôm nay không bao giờ quan tâm đến vợ gần con cả, còn không về quê nữa. Trời ơi! Còn nói con bận dự án này, bận dự án nọ. Trời ơi! Con bình tĩnh đi, đừng làm ảnh hưởng cho nội của má. Không, nhưng mà linh tính của con rất là chính xác. Không thể nào mà không có 5 phút để gọi điện cho vợ hay 5 giây nhắn tin cho con cả. Tao chết mẹ hư cái nón của tôi rồi. Này mày đừng có đổ dầu thêm lửa nha, không có. Đổ đâu vậy mà đổ gì? Thôi. Đây nè nè. Bây giờ má đi lên Sài Gòn má lo chuyện này mới được. Con cũng đi. Không được mà. Trời con ơi. Ôi trời ơi, bầu bì vậy con đi đâu, con ở nhà đi. Không má ơi, con phải bắt tại trận. Lần này đi chết với con. Không. Bầu bì em ở nhà đi. Chị lên tới thành phố, chị bắt gan cho. Dù sao chị cũng là vợ lớn của anh Tài. Để chị chuyến này chị lên, chị phải vạch mặt cái con trà xanh đó. Chị tới đó, chị nắm đầu nó, chị nhổ tóc nó, chị nhổ nó như là nhổ cây mai này. Ôi trời, giờ con nhổ hoài không được. Thôi được. Mình tính má, má con phải đi Sài Gòn má. Để tao tính. Con phải đi nữa, mày giúp chồng tao. Ba má, cùng đi. Đi